Vào giữa thế kỷ thứ 19, tại một ngôi làng cách Saint Petersburg không xa ở Nga, nơi một lễ hội hóa trang đã được tổ chức. Mỗi lều có một thứ hấp dẫn khác nhau, như một người đàn ông tung hứng với lửa, một con gấu lớn đang giữ thăng bằng trên một quả bóng. Một thám tử của sở cảnh sát Saint Petersburg đã được cử đến đây để điều tra về sự mất tích của hai cô gái sinh đôi của thần đồng cờ vua trong vùng. Anh ta nghe đồn rằng các cô gái có thể ở đây, và anh ta có thể dễ dàng hình dung ra việc nạn nhân bị bắt cóc buộc phải biểu diễn như một phần của cánh xiếc lưu động này. Sau khi đi ngang qua màn biểu diễn uốn dẻo và một người đàn ông ném dao vào một người phụ nữ bị trói trên bảng, anh ta đã thấy thứ anh ta đang cần tìm. Cái lều lớn với tấm biển vẽ tay ghi dòng chữ Samurai, máy chơi cờ vua bất bại. Vị thám tử này đã nghe nói về những buổi biểu diễn kiểu này và thậm chí đã xem qua một lần. Họ sẽ tuyên bố rằng thiết bị máy móc của họ bằng cách nào đó có thể chơi cờ vua và đánh bại ngay cả những kiện tướng giỏi nhất mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào của con người. Nhưng thám tử đã biết bí mật của họ. Bên trong có người được giấu khéo léo theo cách mà bạn không thể nhận biết từ bên ngoài, nhưng luôn có một người nào đó ở đó kéo dây hoặc đòn bẩy để điều khiển máy móc, thì đám đông đang kinh ngạc trước khả năng của công nghệ. Và không ai phù hợp để trốn bên trong những chiếc hộp lừa bịp này hơn một cô gái nhỏ vốn đã thể hiện năng khiếu cờ vua đáng kinh ngạc. Hai cô gái thậm chí còn chơi giỏi hơn một người. Họ có thể làm việc cùng nhau hoặc thay phiên nhau chơi theo ca. Người thám tử có linh cảm rằng suy đoán của mình không sai. Các cô gái ở trong cái máy đó. Người thám tử bước vào căn lều trước cái máy đó nhưng bị chặn lại ở lối vào và nói rằng anh ta phải trả tiền nếu muốn xem. Căn lều đầy khói, ánh đèn, chật ních những người đàn ông đang túm tụng quanh một thứ gì đó ở giữa cái lều. Một tràng vào tay vang lên từ đám đông và một lần nữa người đàn ông yêu cầu trả tiền để vào cửa. Chỉ ngón tay vào người thám tử nói với anh ta rằng phải trả tiền hoặc ra ngoài. Thám tử hỏi anh ta có phải là chủ nhân của chiếc máy không, nhưng người đàn ông nói rằng anh ta chỉ là nhân viên. Anh ta một lần nữa nhấn mạnh rằng phải trả tiền, nếu không buộc phải rời đi. Một lần nữa nói rõ quan điểm của anh ta bằng một cái chọc tay mạnh vào ngực thám tử. Khi người đàn ông tiếp tục chọc tay vào thám tử một lần nữa, thám tử nắm lấy tay anh ta và vật cánh tay anh ta ra sau lưng. Anh ta hỏi lại chủ nhân của chiếc máy là ai, nhưng nhân viên kia vẫn nghiến răng nghiến lợi, nói rằng anh ta thực sự không biết. Anh ta chỉ giao tiếp thông qua các lá thư và không biết tên thật của chủ sở hữu, hoặc thậm chí không biết hình dáng người đó trông như thế nào. Vị thám tử gạt người đàn ông đó sang một bên và tiến sâu hơn vào trong lều. Anh ta bước vào đám đông, đẩy họ sang một bên và cuối cùng nhìn thấy điều đã khiến người kinh ngạc nãy giờ. Giữa phòng có một bàn cờ vua, bên trong trên bàn đặt một bàn thép nối với một máy hơi nước loại nhỏ. Bên cạnh chiếc bàn là một bộ giáp samurai tĩnh lặng. Đối diện là một người đàn ông Nga có vẻ trầm ngâm. Anh ấy đang chơi cờ vua và trận đấu của anh ấy với samurai có vẻ diễn ra không mấy tốt đẹp. Người thám tử thấy người đàn ông di chuyển quân cờ và sau đó ngay lập tức một quân cờ tự di chuyển trên bàn cờ để đáp lại. Người đàn ông vui đầu vào tay khi bị chiếu tướng. Đám đông vỗ tay hoan hô khi thám tử tiến đến bàn cờ. Ông nhân viên lao về phía thám tử, cố gắng ngăn cản anh kiểm tra bộ đồ samurai. Bộ quần áo rơi xuống đất, trống rỗng. Ông nhân viên kéo thám tử, cầu xin anh ta rời đi. Tuy nhiên thám tử biết các cô gái đang ở ngay đây. Nếu không phải trong bộ giáp thì chính là dưới gầm bàn. Thám tử với lấy bàn cờ mà kéo nó ra. Trước sự ngạc nhiên của anh ấy, bàn cờ nhanh chóng được mở và bên dưới là máy móc. Một loạt các ống, nam châm và bánh răng phức tạp, tiếng vù vù của dòng điện. Thám tử khó có thể hiểu được những gì anh ta đang nhìn, cho đến khi anh ta phát hiện ra nó. Ở giữa máy có hai lọ thủy tinh được nối với phần còn lại của thiết bị bằng dây. Có một khối màu hồng hữu cơ trong mỗi lọ. Đó chính là não, và mỗi lọ được dán nhãn với tên của những cô gái bị mất tích. Đây là SCP-1875, còn được gọi là máy cờ vua cổ đại. SCP-1875 là một máy cờ vua từ thời Victoria, được tạo thành từ 4 thành phần chính. Đầu tiên là SCP-1875-1, là một chiếc bàn thép có kích thước 72x72x64cm với mỗi ô vuông tiêu chuẩn 8x8 được sơn trên bề mặt của nó. Bên trong hộp thép là một bộ phận máy móc tinh vi kết hợp sự yếu tố cơ học và sinh học. Chuyển động của các mảnh do nam châm và bản thân các chuyển động dường như được quyết định bởi một động cơ phân tích. Tích hợp vào công cụ phân tích là mô não của hai cô gái sinh đôi 14 tuổi của một thần đồng cờ vua người Nga. Họ đã mất tích trong thế kỷ thứ 19 và không bao giờ được tìm thấy. Các quân cờ được ký hiệu là SCP-1875-2, tạo thành một bộ cờ 32 quân tiêu chuẩn và được chạm khắc theo một cách phương đông. Mỗi quân cờ có một đế sắt mỏng có từ tính và phần đỉnh được xác định là chạm khắc từ xương người có gen khớp với bộ não trong máy.
SCP-18753 là một động cơ hơi nước nhỏ với tốc độ thay đổi được kết nối với máy thông qua một trục chuyển động. SCP-18754 là một bộ giáp Samurai thế kỷ thứ 18 theo một cách Gusoku. Bộ giáp dường như không có một mối liên hệ thực tế nào với máy móc, động cơ hay những thứ khác. Và bây giờ, có vẻ như bộ giáp chỉ đơn thuần là để trang trí, mặc dù nhiều nhà nghiên cứu của tổ chức đã báo cáo rằng họ cảm thấy bất an và lo lắng sau khi nhìn vào mắt của cái mặt nạ trên bộ đồ. SCP-1875 vẫn tiếp tục hoạt động và thậm chí có các mức độ khó dễ để có thể tùy chỉnh bằng cách thay đổi tốc độ của động cơ hơi nước. Để kiểm tra khả năng chơi cờ của chiếc máy, một nhân viên cấp D đã ngồi vào chiếc máy đối diện với Samurai và các nước đi do phần mềm cờ vô chỉ định sẽ được truyền vào trong phòng. Trò chơi diễn ra với mỗi mức cài đặt từ dễ đến khó của máy và phần mềm cờ vua được sử dụng để đo xếp hạng ước tính của SCP-1875 trên thang ELO. Đây là một phương pháp được sử dụng để tính toán kỹ năng của những người chơi, con số càng cao càng chơi giỏi. Ở cấp đầu tiên, máy thể hiện khả năng chơi cờ vua được đánh giá trong khoảng 800 đến 1000, tương đương với một người biết di chuyển những con cờ theo luật cờ vua nhưng thực sự rất tệ. Mức thứ hai có kết quả gần với 1200. Điều này chắc chắn nó sẽ được xếp vào danh mục người mới. Cấp thứ ba cải thiện khả năng của máy trong khoảng từ 1200 đến 2500, có nghĩa là nó có thể chơi như một người chơi nghiệp dư cho đến cấp độ kiện tướng. Mức độ thứ tư là khi cỗ máy trở nên thực sự đáng kinh ngạc và hoạt động trên mức ELO 2500. Ở cấp độ đó, nó sẽ chơi như một đại kiện tướng cờ vua và đôi khi chơi ở cấp độ cao hơn bất kỳ người nào từng được ghi nhận. Đến cấp độ thứ năm và là cấp cuối cùng thì rất khó hiểu, máy sẽ chơi rất thất thường, đôi khi ở mức độ thậm chí còn cao hơn mức đo ở cấp độ thứ tư. Nhưng sau đó, trong các nước đi tiếp theo sẽ đưa ra những quyết định vô nghĩa hoặc giống như nó đang cố gắng để thua. Thậm chí đôi khi thực hiện các nước đi không hợp lệ. Người ta đã thử chơi ở cấp độ này nhiều lần và số lượng các bước di chuyển phi logic chỉ tăng lên. Các quân cờ bắt đầu di chuyển ngày càng nhanh hơn và cuối cùng chúng bắt đầu húc vào nhau cho đến khi một số bị sứt mẻ. Việc thử nghiệm nhanh chóng bị tạm dừng sau đó và các thử nghiệm tiếp theo bị đình chỉ cho đến khi tìm ra cách kiểm tra mà không làm hỏng các quân cờ. Sau kết quả kỳ lạ này, một điều kỳ lạ đã xảy ra. 5 phút sau khi kiểm tra, tất cả các thành viên trong danh sách nhận email về SCP-1875 đều nhận được một email. Đó là một thông điệp dường như được gửi đến từ một nhà nghiên cứu phân tích đã tham gia vào nghiên cứu 1875. Trong đó chỉ bao gồm một hình ảnh duy nhất đã được giữ bí mật khi nó bị nghi ngờ có các đặc tính memetic nguy hiểm. Nhiều nhân viên đã mở email khiến họ vô tình xem hình ảnh đính kèm mà ngay sau đó đã báo cáo các triệu chứng. Họ sẽ lập tức bắt đầu cảm thấy lo lắng, sau đó là đau đầu và sốt. 2 giờ sau khi xem hình ảnh, họ bắt đầu cảm thấy bồn chồn, không thể ngủ và nghe thấy ảo giác thính giác. Sau 4 giờ, ảo giác thị giác cũng sẽ bắt đầu. Sau 7 giờ, trong khi vẫn tỉnh táo, họ sẽ thể hiện ít phản ứng hơn với các kích thích. Sau 11 giờ, sẽ có khoảng thời gian minh mẫn ngắn ngủi mà khi đó người bệnh có vẻ hồi phục hoàn toàn và ngay lập tức yêu cầu quyền truy cập vào máy tính mà họ đã quan sát hình ảnh ban đầu. Sau 12 giờ, nó chỉ trở nên tồi tệ hơn từ đó. SCP-1875 đã được phân loại là Euclid và khía cạnh quan trọng nhất của việc quản thúc đó là nó không bao giờ nằm trong phạm vi truyền tải của mạng dữ liệu không dây dưới bất kỳ hình thức nào. Để giúp đảm bảo điều này, vật thể dị thường này được giữ trong lồng Faraday mọi lúc và một chuyên gia an ninh mạng luôn túc trực. Trong quá trình thử nghiệm, tốc độ của động cơ hơi nước chỉ được đặt ở một trong 4 cài đặt đầu tiên và không bao giờ mở lên mức số 5. Quy tắc này chỉ nên cần thiết sau một bài kiểm tra ở cấp độ thứ 5. Sau đó, một máy tính xách tay được đưa vào lồng Faraday để xem tài liệu nghiên cứu mới có được chuyển vào máy tính tương tự như cách hình ảnh memetic xuất hiện hay không. Có vẻ như máy tính xách tay được sử dụng đã bị nhiễm virus bằng một cách nào đó và lây lan virus ra toàn bộ mạng máy tính của hệ thống. Tất cả các liên lạc điện tử với cơ sở này đều bị chính hội đồng O5 nghiêm cấm. Điều này cho thấy độ nguy hiểm đến mức độ nào. Không được phép liên lạc điện tử dưới bất kỳ hình thức nào cho đến khi có thể xác định được SCP-1875 đang truyền đi hình ảnh memetic cực kỳ nguy hiểm của nó như thế nào và cách ngăn chặn nó. Trong tương lai, nếu bất kỳ nhân viên nào vô tình xem hoặc mở email có chứa file masmate.exe, họ sẽ ngay lập tức... Có chuyện gì vậy? Không, tôi vẫn ổn. Chúng ta vẫn đang thua mà. Tôi có thể bắt đầu lại từ đoạn... Bây giờ, hãy xem những video khác từ các thư mục của tiến sĩ Bob. Và bạn hãy nhớ... Hãy nhớ đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất kỳ điều gì bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu sâu hơn và rõ hơn về các lưu trữ bí mật của tổ chức SCP. Thôi bây giờ thì có lẽ tôi sẽ đi ngủ một chút vậy.